kênh 100.000 follow thì không bán được hàng, nhưng mà kênh 10.000 follow thì lại bán được hàng. Vì sao như vậy? Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc không bán hàng được, đó là kênh của bạn sai tệp khách hàng. Tại sao lại sai tệp khách hàng? Bạn phải hỏi chính mình rằng xây kênh để làm gì? Mục đích của bạn xây kênh là gì? Xây kênh có hai dạng, dạng thứ nhất là thành idol, dạng thứ hai là bán hàng. Dạng thứ nhất là về idol, là kênh của bạn á, là về giải trí. Bạn làm video về giải trí, ca hát, nhảy múa, thu hút càng nhiều follower càng tốt. Thì lúc này cái tệp khách hàng của bạn rất là lớn luôn. Dạng hai đó là xây kênh về bán hàng. Bạn không cần follower nhiều, bạn chỉ cần đúng tệp khách hàng tiềm năng. Bạn xây dựng nội dung xung quanh sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, tính năng sản phẩm và hiệu quả của sản phẩm. Nếu bạn là mày bỉm sữa đi, bạn xây dựng để bán hàng nhưng bạn lại ca hát, nhảy múa về giải trí nhiều hơn, thì lúc này kênh của bạn thu hút nhiều lượng follower nhưng nó lại sai tệp khách hàng. Vì vậy cho dù kênh của bạn có nhiều follower đi, lúc mà bạn bắt đầu bán hàng thì rất là ít người mua vì đó là sai tệp khách hàng. Nếu mà bạn không có tài năng gì, bạn không đẹp, bạn không hát hay, thì bạn xây kênh về idol, về giải trí nó rất là khó. Nhưng bạn lại hợp với việc là chia sẻ giá trị, chia sẻ nội dung, kể chuyện thì bạn xây kênh theo kiểu khác. Vì vậy bạn phải xác định được là cái ưu điểm của bạn là gì để bạn xây kênh. Thì bạn phải xác định là ưu điểm của bạn là gì, chân dung khách hàng của bạn là ai. Thì lúc đó bạn mới bắt đầu bạn xây kênh và chọn đúng tuyến nội dung. Nếu mà bạn đang lo lắng, bạn không biết có tài năng gì, bạn không có biết là ưu điểm, nhược điểm gì, thì bạn có thể bắt đầu học từ hôm nay, dễ mà.